Mến chào các bạn hôm nay ngày thứ hai, 6 tây tháng 2 năm 2023. Lướt trên trang mạng thì có tin từ hãng Reuters. Họ thông báo rằng công ty xe VinFast là công ty xe điện đầu tiên của Việt Nam sẽ cắt giảm nhân viên đang làm việc cho họ tại vùng miền Bắc Mỹ, tức là ở hai nước Mỹ và Canada. Thì hiện giờ VinFast có khoảng 150 người đang làm việc cho họ tại những trung tâm phân phối và giúp đỡ khách hàng thì một trong những số người này sẽ bị mắc việc. Uh, VinFast nêu lý do là vì họ muốn uh, mướn một công ty thứ ba đại diện cho họ để phục vụ khách hàng một cách tốt đẹp hơn và nhanh hơn. Và lại họ cũng muốn cấu tạo lại uh, thành phần nhân viên đang có tại vùng miền Bắc Mỹ này. Uh, ngoài ra, như họ cũng muốn, họ cũng sẽ giảm nhân viên uh, đang làm việc cho họ tại... Uh, headquarter ở bên Việt Nam thì họ cũng sẽ cắt giảm khoảng 30% nhân viên đang làm việc ở đó. Hiện giờ thì VinFast đã xuất khẩu được qua bên Mỹ 999 chiếc xe nhưng mà vẫn chưa đem đến khách hàng được là vì họ muốn cải tạo, cải tiến lại cái cái software đang có trong chiếc xe thì họ mới có thể giao hàng đến cho khách thì chỉ có một số nhỏ nhân viên bị mất việc thì đây cũng không phải là một tin vui cho một công ty xe vinfast đang cố gắng uh, bán xe tại mỹ là một thị trường rất là cạnh tranh thì hy vọng uh, vinfast sẽ có nhiều tin vui khác hơn thì xin chia sẻ cái tin này cùng các bạn chúc các bạn một ngày an lành mến chào